Gia đình bà Hoàng Thị Lan là một trong những hộ dân sinh sống lâu năm tại con ngõ 364 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngôi nhà bà đang ở thuộc diện quy hoạch dự án công viên văn hóa thể thao vui chơi quận Đống Đa được thành phố Hà Nội phê duyệt vào đầu những năm 2000. Tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa thể thực hiện. Sinh hoạt trong căn nhà chỉ vòn vẹn hơn 10m2 đã có phần xuống cấp. Bản thân bà Lan cũng như bao hộ dân khác tại đây đều mong muốn dự án sớm được triển khai và được tạo điều kiện, hỗ trợ để ổn định cuộc sống đất này ngày xưa là canh tác đấy dân nhà mình vào đây mua đấy thì giờ người ta không cấp cho sổ đỏ nhưng phải đền bù đích đáng cho dân người ta ở như chỗ nào cho nó đàng hoàng tử tế các cháu nó còn đi học gần biết ở đây theo người dân sống tại đây đa số họ đều chuyển về ở từ trước năm 2000 khi khu đất chỉ là bãi rác khổng lồ và một phần là diện tích đất nông nghiệp lâu rồi mấy chục mấy chục năm rồi tính từ năm 93 nên là chú là 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 được 35 này được biết, dự án công viên Đống Đa nằm trên địa bàn 3 phường thuộc hai quận Đống Đa và Ba Đình. Nhưng hiện nay, sau thời gian dài dự án không được triển khai, khu đất nằm dọc tuyến đường Thái Hà, Láng Hạ và Hoàng Cầu đến nay đã mọc lên hàng loạt các công trình kiên cố, cửa hàng kinh doanh buôn bán sầm uất. Liên quan đến dự án này, tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 Đại biểu Phạm Thị Thanh Hương, tổ đại biểu huyện Ứng Hòa đặt vấn đề. Đây là lần thứ ba sau các kỳ họp, vấn đề này được đưa ra nhưng chưa có giải pháp trả lời nội dung này giám đốc sở quy hoạch kiến trúc nguyễn trọng kỳ anh cho biết đơn vị đã bốn lần ban hành văn bản đôn đốc quận đống đa và quận cần tập trung vào việc sớm triển khai với dự án này